Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có về nhà thăm mẹ. Và lúc về thì mẹ mình có cho mình mấy quả dừa nè. Mẹ mình nói dừa này nó cũng đã gần chín đại rồi đó con. Coi đem về có kho thịt hay là làm mất gì ăn đó thì làm. Đúng là những bà mẹ có con gái có chồng, mỗi lần về thăm có cái trái gì cũng dành cho con đem về nhà ăn. Có khi có lúc là mấy quả bưởi, rồi bữa nay là mấy trái dừa. Thương lắm mẹ mình đó các bạn ơi. Tranh thủ bữa nay có ông xã mình được nghỉ làm ở nhà, mình xã mình chặt dừa giùm mình nè. Rồi nhân tiện nhờ ông xã cạy giùm mấy miếng dừa này ra luôn. Dừa này nó cũng vừa cứng cạy à, chứ nó không cứng lắm các bạn. Mình có hỏi mẹ chồng mình là mứt dừa ăn được không thì mẹ mình nói là được. Trái dừa mà khô nó sẽ dẻo dẻo. Mình cũng chưa từng làm mứt dừa lần nào hết trơn á, chỉ thấy lúc trước á, thấy mẹ mình với bà nội mình làm hồi nhỏ thôi à. Bữa nay mình sẽ thử tập làm nha các bạn. Mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần tới dịp Tết đến á, thì nhà mình thường hay làm mứt dừa lắm. Mứt dừa thì bà nội mình á, hay làm có nhiều màu, rồi cái có khi á, là có màu xanh của lá dứa nè, rồi màu hồng hồng của lá cẩm, rồi màu trắng tự nhiên của dừa. Mà mình nhớ á, là mình thích nhất á, là mứt dừa sau khi làm xong á, cái mình sẽ lấy những sợi mứt dừa mình cuộn tròn lại thành nhiều cái bông hoa các bạn, giống như hoa hồng vậy đó. Và mình thường hay xếp vào trong những chiếc hộp, rồi để xung quanh á, là các loại mứt khác, để khi Tết đến á, có khách đến nhà thì mình bưng một cái khay mứt ra thật đẹp để đãi khách. Đó là một ký ức tuổi thơ thật đẹp về những ngày Tết mà mình nhớ mãi không quên. Bây giờ đã lớn, cuộc sống phát triển, Tết đến thì nhà mình không có làm mứt nữa các bạn ơi. Toàn là ra chợ mua các loại mứt làm sẵn thôi mà. Hôm nay ngồi nhìn ông xã mình tách mấy cây cá dừa, mình tự nhiên mình nhớ đến bà nội mình quá. Bà nội mình thì mất rồi các bạn, nhưng mà mình nhớ hồi nhỏ mình hay đi theo bà nội làm món mứt này mứt kia lắm. Mình cũng học lớn được thôi chứ mình chưa có tự tay làm một mình lần nào hết trơn á. Ông xã của mình cạy dừa cũng gần xong rồi nè các bạn. Bước tiếp theo á, là mình sẽ đem dừa này đi làm sạch á các bạn. Mình nhớ bà nội mình nói là phải cắt hết những cái phần dính ở dưới lớp dừa để khi làm mứt dừa nó được đẹp mắt hơn. Mình sẽ lấy dao bào bào sạch cái lớp màu cam cam ở dưới miếng dừa ha các bạn. Mình không biết cái lớp này gọi là gì nữa, mình cứ làm sạch hết đi. Miếng dừa này nó cũng mềm mà các bạn ơi, chứ nó không cứng lắm. Một hồi mình sẽ nhờ mẹ chồng mình chỉ các bước làm tiếp theo ha. Bây giờ mình rửa xong rồi nè, mẹ chồng mình kêu là dừa này mềm quá, con không có lấy dao bào bào sợ sợ như là dừa cứng kia được. À, con lấy cái bàn chận, con chận hình cộng cộng có bản bạc về dạy một tí để làm ăn cho nó ngon. Mẹ mình đang chỉ mình chận những miếng dừa này các bạn. Mẹ đây con làm cho mình. Bây giờ thì tới lượt mình thực hành làm thôi các bạn ơi. Mình cũng chận dừa thành từng miếng từng miếng. Mỗi miếng mình làm dày khoảng gần nửa phân nha các bạn. Mẹ chồng của mình á, thì khéo tay với nó ăn ngon lắm các bạn. Ở trong xóm á, mà nhà nào có đám thì hay mượn mẹ mình lại nấu ăn đãi khách lắm. Còn mình á, thì vụng về lắm các bạn ơi. Hồi mới về làm dâu mẹ mình á, mình không có biết nấu nhiều món đâu, toàn là mẹ mình dạy không à. Mình á, thì mình nấu ăn á, là không có ngày nào giống ngày nào hết các bạn ơi. Có bữa là mình nấu ăn ngon lắm nha, nhưng mà mấy hôm sau kêu mình nấu lại giống vậy là mình nấu không được. Mình nêm nó không có chuẩn, vì thế là thường mình nấu ăn xong á, mình hay nhờ mẹ chồng mình nêm lại lắm. Hồi mới về á, thì mình cũng không có biết nấu nhiều món đâu các bạn, chỉ biết làm vài món ăn cơm đơn giản thôi.
rồi từ từ mẹ mình dạy thì mình cũng tiến bộ, biết được nhiều món, làm đồ ăn thì nó cũng khá ngon hơn. Mà nói chung là cũng tùy bữa các bạn ơi. Mình chọn dừa cũng gần rồi nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thao dừa nó đẹp mắt lắm. Bây giờ mình sẽ đi làm bước tiếp theo. Mẹ mình kêu mình trộn đường vào cái chảo dừa cho nó thấm. Mẹ mình nói trộn tầm 200-300g đường đi. Làm ở nhà ăn thì cũng không nên làm ngọt quá, vừa phải thôi, ăn sẽ không có bị nóng mà cũng không có ngán. Sau khi mình bỏ đường vào thì mình trộn đều lên cho đường nó thấm vào dừa các bạn ơi. Sau khi trộn xong thì mình sẽ để yên đó một lát rảnh thì mình mới bắt đầu xào để cho đường nó tan ra luôn đó các bạn. Bây giờ thì đường nó cũng đã tan ra nhiều rồi nè. Mình sẽ bắt chảo lên chuẩn bị xào mứt nha các bạn. Các bạn thấy đường nó tan ra thành một chảo nước luôn nè. Đây là nước đường luôn, tự nó tan ra đó, chứ mình không có chế nước vào. Bây giờ là trời cũng tối rồi, mẹ mình đi ngủ sớm rồi các bạn. Mà nãy mình có hỏi mẹ mình thì mẹ mình kêu là lúc đầu thì bắt lửa lớn, còn một hồi gần sợt lại thì giảm lửa nhỏ. Bây giờ mình tự thân vận động thôi các bạn ơi, không biết có thành công không nữa, các bạn cùng theo dõi mình nha. Mình xào nãy giờ thấy nếp đường nó đã sợt rồi nè các bạn, mình cũng giảm lửa vừa vừa lại rồi các bạn ơi. Mình cứ đảo đều tay hoài vậy đó, thấy nó rộng vừa nó đẹp mắt quá. Cũng có mùi thơm lắm đó các bạn. À mình nhớ hình như đó, là nếu như mà muốn thơm hơn thì mình cho vào đây mà ống qua đi được không các bạn. Mình cũng không có kinh nghiệm nhiều nữa. Bây giờ thì nó đã khá là sệt lại rồi các bạn ơi. Nhưng mà hình như mình thấy nó chuyển sang cái màu hơi ngà ngà thì phải. Cái lúc này là nó chuyển hơi vàng luôn rồi, tại vì mình không có giảm lửa kịp đó các bạn. Nó giống như là mình bỏ cái màu cam nhạt vào vậy đó. Mình đảo liều tay liên tục luôn. Màu hồi đó là mình thấy các cái đường này nó khô lại luôn rồi các bạn ơi. Mình tiếp tục trộn đều hoài luôn. Mình thấy các cái sợi dừa nó đã bắt đầu ráo rồi nè các bạn. Và đường nó khô bắt đầu trên mép chảo rồi nè. Lúc này là mình tự làm, mình không có hỏi ai luôn. Không biết tới đây là sao nữa, mình cứ xào hoài như thế. Mình thấy nó cũng gần giống mứt dừa nè các bạn. Mà nó không có được trắng như là bà nội mình làm các bạn ơi. Chắc là do hồi nãy mình không có giảm lửa kịp á, cho nên nó bị cháy đường nên nó có màu vậy nè. Và đây là thành quả nè các bạn. Tuy nó không có đẹp mắt lắm nhưng mà ăn ngon các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào.